Xin kính chào quý vị. Câu chuyện đầu tư vào Bitcoin nóng tới nỗi là ba tờ báo chuyên về đầu tư và tài chính hàng đầu của Phố Wall là Nhật báo Phố Wall, CNBC và Bloomberg liên tục có loạt bài về kênh đầu tư này. CNBC ngày 23 tháng 4 có bài là 200 tỷ đô la bị cuốn trôi khỏi thị trường tiền số chỉ trong một ngày. Theo bài báo thì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 Bitcoin giao dịch dưới 50.000 đô la Mỹ một coin, kéo theo sự mất giá của một loạt các đồng tiền số khác. Cùng thời điểm thì bài trên Bloomberg viết là Tesla đã kiếm được 101 triệu đô la nhờ vào bán ra Bitcoin trong quý 1. Công ty này đã bán ra khoảng 10% số Bitcoin đang sở hữu. Lợi nhuận từ việc bán đồng tiền này và các khoản đầu tư khác đã góp 25 xu vào thu nhập 93 xu trên một cổ phiếu của Tesla, vượt qua dự báo của Phố Wall là 80 xu. Nhật báo Phố Wall cho biết là giao dịch Bitcoin còn mang về lợi nhuận cao hơn cả bán xe điện cho Tesla. Theo bài báo thì Tesla đã không thu được lợi nhuận kỷ lục từ việc bán ô tô, trong khi lãi của riêng việc bán Bitcoin là 101 triệu, bằng 1/4 tổng lợi nhuận. Tesla vốn được coi là cá mập của thị trường tiền số khi hồi đầu tháng 2 đã bỏ ra 1,5 tỷ đô la để mua Bitcoin, thổi giá đồng tiền này lên gần gấp đôi. Chưa có bằng chứng cụ thể nhưng thời gian Bitcoin mất giá trùng với giai đoạn Tesla chốt lợi nhuận bằng cách bán ra. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi với giới đầu tư là đầu tư vào Bitcoin là tầm nhìn hay vẫn chỉ là đầu cơ vì lợi nhuận. Trang Bloomberg ngày 26 tháng 4 đưa tin CEO của Tesla là ông Elon Musk đã lên tiếng trấn an rằng họ bán ra Bitcoin chỉ để chứng minh tính thanh khoản của đồng tiền này. Thế nhưng theo bài báo thì rất nhiều chiến lược gia coi Bitcoin và các tiền số khác thực chất là khoản đầu cơ hơn là lựa chọn hợp pháp khác của tiền mặt. Trước đó trên CNBC thì ngân hàng Bank of America đã công bố kết quả khảo sát thì 74% nhà đầu tư chuyên nghiệp cho rằng giá trị của Bitcoin là bong bóng. Đây là cuộc điều tra với 200 nhà đầu tư đang quản lý các quỹ có giá trị hơn 500 tỷ đô la. Còn Bloomberg ngày 23 tháng 4 đưa ra khảo sát của SurveyMonkey thì có tới 60% các nhà đầu tư tiền số nói là việc đầu tư đang ảnh hưởng tới cả các mối quan hệ cá nhân của họ. Không chỉ gặp sóng to khi bị bán tháo, nguy cơ mất trắng khi bị hack mà cuộc sống của họ cũng bị thay đổi. Những người thân thường căng thẳng khi biết họ là những người đầu tư vào tiền số. Các mối quan hệ đặc biệt trở nên tệ khi họ trắng tay do đồng tiền này có biến động về giá trị. Lê Tuyển, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.